Thưa quý vị, tôi tên là Nguyễn Tiến Hóa, sinh năm 1945 tại làng Quang Rực, huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Hải Dương, Bắc Việt. Và tôi ra đi khỏi miền Bắc lúc tôi được 9 tuổi. Và vào miền Nam thì ông cụ thân sinh ra tôi, ông là quân đội, thành ra tôi cứ nay đây mai đó theo cái tuyến hành quân của ông cụ. Sau đó thì ông cụ gửi cho tôi vào trong nhà dòng để tôi đi tu. Và tới năm 1958 thì ông cụ được về hưu. Thì tôi theo ông cụ đi vào miền Nam, vùng Rạch Giá, Cái Sắn để định cư ở đó. Và cho tới năm 1963, sau khi học xong năm đại tứ thì tôi lên Sài Gòn để học tiếp tục cái chương trình trung học và đại học ở trên Sài Gòn. Và sau đó thì vì lúc đó đi lên trên Sài Gòn thì cái nạn mà Cao Bồi Du Đãng nhiều quá, thành thật ra tôi bị ăn hiếp. Và chính cái sự ăn hiếp đó tôi trở thành một người võ sĩ đấu đài. Rồi từ võ sĩ đấu đài tôi trở thành môn đồ của võ sư Nhu Đạo Thích Tâm Giác. Và trong một cái chuyến đi biểu diễn về Nhu Đạo thì tôi gặp môn võ vô Việt Nam. Và tôi thấy cái môn này nói về Việt Nam nhiều hơn là môn Nhu Đạo phát xuất từ Nhật Bản. Chính vì lý do đó mà tôi trở thành môn đồ của vô Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Và tôi đã lên tới bậc cao đẳng, tức là Hồng Đai đệ ngũ đẳng của môn phái vô Việt Nam Việt Võ Đạo. Hiện tại tôi đang sinh sống tại thành phố Đà Lạt, Phố Uộc, và tôi có 3 võ đường ở trên bên thành phố đó. Dù năm nay tôi đã 76 tuổi nhưng mà tôi vẫn hướng về quê hương trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Và đây cũng là một trong những lĩnh vực mà tôi mong muốn được chia sẻ với tất cả quý vị trên khắp thế giới, để chúng ta gom con tim của chúng ta, những con tim Việt Nam, để chúng ta có thể đóng góp làm được cái gì cho 91 triệu người dân Việt Nam chúng ta đang đau khổ dưới chế độ Cộng sản. Để một ngày nào đó chính mình sẽ được về để nhìn những người thân thương của mình vui vẻ trong một cái túp lều tranh, một làn khói ban chiều, với bữa cơm đầm ấm của một gia đình con cháu của Lạc Hồng. Chắc khi quý vị khắp nơi mà nghe coi cái cuốn phim này thì quý vị cũng đã biết là tại sao tôi đi vượt biên. Thật sự ra thì trước năm 1975, cái môn võ vô Việt Nam được giới cảnh sát, xây dựng nông thôn, học đường, các trường đại học và quân đội, họ muốn dùng võ vô Việt Nam để làm một cái điểm tựa, một cái đòn bẩy để cho các binh sĩ, các người Việt Nam nhắc nhớ chúng ta chiến đấu vì quê hương Việt Nam, chứ chúng ta không chiến đấu cho ai cả. Vì thế họ muốn dùng vô Việt Nam để các quân nhân, các cảnh sát quốc gia cho tới xây dựng nông thôn đều học vô Việt Nam. Bởi vì vô Việt Nam nó viết tắt bởi 3 chữ võ Việt Nam. Đó. Và võ Việt Nam đó là do vị tổ sư người Việt Nam sáng tạo từ những cái phong tục tập quán của người Việt Nam để chống lại người Tàu và người Pháp. Chính vì lý do đó mà tôi là một đai đen của judo, nhưng mà tôi thích vô Việt Nam bởi vì nó bắt nguồn từ gốc của dân tộc. Và tôi muốn dùng cái môn võ đó để thứ nhất là tôi hãnh diện tôi là người Việt Nam,
Cái thứ hai, tôi dùng cái môn võ Việt Nam để tôi bảo vệ lấy chính mình. Cái thứ ba, tôi dùng môn võ đó để huấn luyện các thế hệ thanh thiếu niên, sau này các em lớn lên bằng tinh thần quang trung hưng đạo, lớn lên bằng tinh thần Bà Triệu Bà Trưng. Chính vì lý do đó mà tôi học Vô Việt Nam cho tới khi tôi trở thành cao đồ của Vô Việt Nam. Và năm 1975, khi đất nước bị Cộng sản tấn công, thì họ vào, họ bắt tất cả các quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đi học tập cải tạo, đặc biệt là cái giới sĩ quan phải đi học. Tôi sẽ nói là đi tù cải tạo chứ không phải là học tập cải tạo. Thưa quý vị, có lẽ là mỗi người trong chúng ta còn có trái tim Việt Nam thì chúng ta đều nghĩ tới quê hương dân tộc Việt Nam. Ở đây chúng ta có rất nhiều đoàn thể, rất nhiều tổ chức đang hướng về quê hương Việt Nam bằng những cái hội đoàn của mình, những tiêu chuẩn, tiêu chí của đoàn thể mình. Riêng cá nhân tôi thì tôi thường nói rằng với cái tuổi đời này tôi không thể nào cầm súng để về Việt Nam diệt Cộng sản. Nhưng tôi mang trái tim của tôi để tôi hướng về quê hương, tôi muốn nhắc nhở các thế hệ con cháu của mình nhớ tới quê hương dân tộc của mình với hình hài chữ S mà ông cha của mình đã từng tạo dựng nên, giữ đất và làm những cái công việc để cho con dân được tồn tại trong cái mạng hình hài chữ S. Thành thế ra tôi muốn đem cái môn Vô Việt Nam để đi vào dòng chính, và bởi vì tôi muốn Vô Việt Nam nó đại diện cho những nét văn hóa đặc thù Việt Nam được phát triển lên khắp thế giới, mà hiện nay Vô Việt Nam đang phát triển trên khắp thế giới với 54 quốc gia. Thì ở đây chưa có cái hệ thống Vô Việt Nam và dòng chính, và cái hoài bão của tôi là tôi muốn đem cái môn võ này đi vào dòng chính, nghĩa là đi vào các chương trình tiểu học, trung học, đại học để cho các thanh thiếu niên có được những cái nét văn hóa Việt Nam. Mà ngày nay tất cả các môn võ trên thế giới người ta đặt nặng vào vấn đề tiền bạc. Thành thế ra Vô Việt Nam thì đặt nặng về vấn đề giáo dục. Thành ra trong Vô Việt Nam có ba chữ Vô Việt Nam, nhưng nó có một cái triết lý sau đó, đó là Việt Võ Đạo. Thành ra trong cái title của tôi là Vô Việt Nam Martial Arts, Việt Võ Đạo Education. Thành ra cái đó là cái điều mà tôi đã phát triển ở trên bên đất Texas bằng cách là tôi đi vào các nhà giáo dục để tôi trình bày về Vô Việt Nam. Thì họ đều hỏi tôi, Vô Việt Nam mày khác cái môn võ khác ở chỗ nào? Thì tôi nói võ thuật thì võ nào cũng giống nhau. Nếu mà chúng ta đi lên tới đỉnh thì không khác nhau. Nhưng Vô Việt Nam tôi có một cái khác, đó là cái triết lý võ đạo. Thì hỏi triết lý võ đạo của mày như thế nào? Thì tôi nói cái bài học đầu tiên tôi dạy cho môn đồ Vô Việt Nam đó là ba chữ ô. Ô đó là chữ đầu của open, open mind, open heart và open arms. Đó, thì đó, mày dạy như vậy á, thì làm sao mà nó nhớ được? Tôi nói là tất cả ba cái chữ đó, nó là nếu mà chỉ giữ ba chữ đó thôi, thì đó nó trở thành một người thanh niên, một người công dân tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Nó open mind để nó học những cái đúng, cái tốt, cái sai, để cái nào sai thì nó bỏ đi, cái đúng thì nó giữ lại. Và sau khi nó biết được cái đúng đó rồi, tôi đem cái đúng đó, nó vào ôm ấp vào trái tim và nó thực hành. Thí dụ, một người chồng mà nói là anh yêu em là thứ nhất của đời anh. Thế nhưng mà anh yêu em, nhưng mà anh ngồi anh coi tivi, coi football, vợ thì làm ngoài kia, thì đấy không, nói là cái đó là yêu miệng
chứ không phải yêu bằng trái tim. Yêu bằng trái tim á, thì vợ mình còn làm việc, mình cũng sẽ làm việc với vợ mình. Cho tới khi hai vợ chồng được rảnh rỗi cùng ngồi coi với nhau, thì cái đó mà yêu bằng trái tim. À, thì cái open arms tức là mình phải action, mình phải làm. Chứ mình không nói là mình yêu bằng trái tim, thì cái đó yêu miệng chứ không phải trái tim. Thì đó, thì đó. Nó bảo làm sao mà mình dạy cho học sinh biết được cái điều đó. Thì tôi nói bây giờ quý vị cho một lớp ra cái gym đi, để cho tôi nói chuyện với các em. Thì các em nó ra ngoài thì tôi chỉ hỏi các em, ở đây các em đứa nào biết cái nghĩa của hero? Đó này, mi, đứa nào giơ tay hết. Nhưng mà cái hero đó là những anh hùng dân tộc chiến đấu ở ngoài chiến trường, làm những cái việc trọng đại. Còn tụi tao là những người học sinh, làm sao tao làm hero được? Đó, tụi con có thể làm hero được bằng cách là tụi con nhìn xung quanh cái gym, có những cái miếng giấy, những vụn, hoặc tụi con có thể quét lau cái gym cho sạch sẽ, để chính tụi con vào đó nó có không khí tốt, bạn bè con có không khí tốt, để cái không khí đó nó làm cho sức khỏe của mọi người khỏe lên. Và con làm cái đó không phải vì lệnh của thầy, của cô, mà con làm bằng con tim của con. Con ý thức được cái đó nó dơ giấy thì hít vào thì mình sẽ bị bệnh. Thì tụi con cúi lưng xuống để làm cái việc đó thì tụi con đã trở thành hero rồi. Thì tôi vừa nói xong tất cả nó túa ra đi lượm rác. Thành ra chính vì lý do đó mà cái bo của giáo dục chấp nhận cho tôi đưa vô Việt Nam vào đại học. Và tôi nói học sinh, môn sinh mà tôi học, khi nó học tôi rồi đó thì nó nói chuyện với thầy giáo là nó phải khoanh tay, nó phải biết respect thầy cô giáo của nó, và nó đưa những cái gì nó phải đưa hai tay chứ không phải giơ tay lên như thế này. Thì đó là cái tỏ cái sự kính trọng. Mà cái nét văn hóa Việt Nam của chúng tôi dạy ở trong môn võ là phải biết kính trọng người trên, rồi vui vẻ với bạn bè, không bao giờ gây lộn, cãi lộn với bạn bè, và luôn luôn biết nhường nhịn bạn bè. Thành ra trong vô Việt Nam của chúng tôi có cái câu sống cho người và để cho người sống. Tức là tự mình sống, mình phải vươn lên bằng tất cả những cái nghị lực của mình, có sức khỏe và có ý chí. Nhưng mà không phải vì khi mình có sức khỏe, mình trở thành những người mạnh khỏe, rồi mình có kỹ thuật, rồi mình ăn hiếp những người bạn bè của mình. Ngược lại, mình còn phải kéo những người bạn bè của mình lên khi mà nó yếu kém. Thì cái đó nó nằm trong ba chữ sống, sống cho người và để cho người sống. Là đấy là những cái triết lý võ đạo mà các môn phái khác họ vì đồng tiền họ không nghĩ tới. Còn chúng tôi không chủ trương làm tiền. Chúng tôi không làm cái này bạn, là một cái business, mà chúng tôi làm vì chúng tôi muốn giáo dục. Võ thuật chỉ là một phương tiện, và chúng tôi giáo dục các em có cái tinh thần nhân bản. Không ai có thể nhìn một bà già đi ngoài đường té xuống mà chứng dưng được. Thì nếu nước Mỹ không dạy cho các em từ nhỏ, thì khi nó nhìn thấy những người lớn tuổi té xuống, nó sẽ chứng dưng giống như là không, nó không biết gì hết. Thì đấy là cái triết lý võ học mà tôi muốn đưa vào dòng chính là như vậy. Thưa quý vị, nếu quý vị có con em, và quý vị, ngay quý vị nữa, quý vị muốn nghĩ tới quê hương dân tộc, thì chúng ta không phải già mà chúng ta không học. Lớp thể dục dưỡng sinh của tôi ở Dallas có những ông bà cụ 95 tuổi vẫn còn đang học thể dục dưỡng sinh. Thường thường là cái điều đầu tiên á, các em cảm thấy khó chịu, bởi vì nó thuộc loại là đòi hỏi một cái kỷ luật cao. Cái kỷ luật này đó không phải là phạt các em, mà kỷ luật tự giác. Khi các em đã đọc những cái điều luật của Vô Việt Nam rồi đó, thì các em giữ bằng cái trái tim của các em. Thành thấy các em thấy sai đó thì tự các em sửa, không ai đem các em ra rầy la hay đánh đập. Thành ra các em thấy khó chịu so với các môn phái khác, nhưng mà từ từ đó thì chính các em lại nhắc nhở nhau, hey, mày làm cái đó không được, đó, mày làm cái đó không được. Họ nhắc nhở nhau, các em nó nhắc nhở nhau, thành ra khi nó về nhà đó,
gọi là các môn sinh vô nam nó học chung một võ đường rồi đó, khi nó đi party của nhau là luôn luôn nó sẽ đứng ở lại với gia chủ để nó dọn dẹp sạch sẽ trước khi nó ra về. Đó là tinh thần vô vi nam. Thật sự ra thì tôi không phải là một thánh nhân hay là một nhà triết thuyết, thì tôi không có cái gì gọi là nó đã để lại cho các thế hệ trẻ. Nhưng mà tôi chỉ nói lại cái triết lý của vô vi nam là sống với tất cả những cái gì mà mình có thể tạo dựng nên cho cơ thể và tâm thức của mình nó lớn lên trong lành mạnh, trong sáng chói. Rồi khi mình có những cái điều kiện thân thể và trí óc mình minh mẫn rồi đó, thì mình chia sẻ những cái tư tưởng đó và mình đóng góp những cái tư tưởng đó cho những người xung quanh của mình. À, tức là mình sống với tất cả cái tâm huyết của mình vươn lên để đạt những kết quả tốt, rồi sau đó mình sống cho người, tức là mình bắt đầu đem những khả năng đó để mình chia sẻ. Thí dụ giờ anh biết làm cái món phở thì anh chia sẻ cho những người xung quanh, họ biết được cách làm phở để họ cũng có thể ra họ làm kinh doanh, tức là mình chia sẻ với họ. Rồi khi mình giỏi rồi đó, mình đừng vì lý do mình có điều kiện để rồi mình bắt mọi người, mình chèn ép mọi người. Người ta mở một cái tiệm tạp hóa, người ta sống qua ngày. Bây giờ mình có tiền, mình ra mình mở một cái tiệm tạp hóa lớn hơn, mình bán rẻ hơn, thì mình giết họ. Tại sao mình phải để cho họ sống? Mình sẽ đi mở một cái tiệm xa hơn và mình bán cũng tương đối giống như giá bình thường, để cái tiệm bên kia họ cũng sống, ở bên mình cũng sống. Thì đó là cái tư tưởng, cái triết lý của vô vi nam: sống, sống cho người và để cho người sống. Đó là tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nếu quý vị có con em, nên cho nó trở về dân tộc bằng cách học võ vô vi nam để làm nguồn sống trong tương lai cho các con, các cháu.